Bị tám bệnh này đừng tốn tiền đi viện, dùng cao sa vàng theo cách này là khỏi hẳn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, vào những ngày thời tiết giao mùa như hiện nay, cơ thể của chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi và chán ăn. Để khắc phục tình trạng này, không ít người đã tìm đến những viên thuốc kháng sinh đúng không ạ? Tuy nhiên, bạn có biết rằng việc lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình hay không? Vậy tại sao bạn không thử áp dụng bí quyết phòng và điều trị bệnh cực kỳ hiệu quả chỉ với một vũ khí rất lợi hại, được ví như thứ bảo bối mà bạn có thể để vào túi áo và mang đi bất kỳ đâu, đó chính là hộp cao sao vàng. Bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi biết những hộp cao màu đỏ có hình sao 5 cánh lại chính là tủ thuốc thu nhỏ được cả thế giới ráo riết săn lùng. Thậm chí, cho dù được bán với giá cao ngất ngưởng, nhưng người dân trên thế giới đều muốn sở hữu cho bằng được. Đặc biệt, vào những lúc cấp bách, chỉ cần lấy một ít cao thôi và thực hiện theo những cách dưới đây là đã có thể cứu lấy tính mạng của chính mình và những người xung quanh thoát khỏi lưới hái tử thần. Vậy đằng sau lọ cao nhỏ bé này còn ẩn chứa những điều kỳ diệu nào mà ai cũng nên sắm ngay cho mình một hộp để phòng thân? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Cao sao vàng vốn đã quen thuộc với rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ trước. Những năm gần đây, cao sao vàng thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi trong nước, gây sốt ở nhiều quốc gia, trong đó có Nga và giờ là Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều đặc biệt, nếu ở Việt Nam, cao sao vàng thường có giá dưới 5.000 đồng trên một hộp với loại 3 gram và khoảng 15.000 đồng với loại 10 gram, thì tại nước ngoài, mức giá đến tay người dùng sẽ cao hơn rất nhiều. Cụ thể, trên trang bán hàng trực tuyến của Hàn Quốc, sản phẩm cao sao vàng Việt Nam được bán với giá 29.530 won, tức là gần 615.000 đồng cho 3 hộp, mỗi hộp trọng lượng 3 gram. Ngoài ra, với hộp to khối lượng 10 gram, mức giá lên tới 71.900 won, tức là gần 1,5 triệu đồng. Có thể thấy, những hộp cao sao vàng 5 cánh này đang được cả thế giới ráo riết săn lùng bởi những công dụng tuyệt vời dưới đây. Công dụng đầu tiên đó là chữa đau nhức xương khớp. Có rất nhiều người có quan niệm rằng việc đau nhức xương khớp chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, bởi hiện nay ngay cả những người trẻ tuổi cũng có thể gặp phải những triệu chứng đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp là tình trạng bị đau nhức khó chịu ở bất kỳ một khớp nào trên cơ thể. Thông thường, căn bệnh này sẽ xuất hiện chủ yếu ở những người nằm trong độ tuổi từ 45 cho đến 50 tuổi. Tuy nhiên, những cơn đau xương khớp hiện nay không chỉ đơn giản là do sự thay đổi của thời tiết, do tư thế ngồi, mà thậm chí nó còn là dấu hiệu của nhiều những căn bệnh khác về xương khớp, ví dụ như viêm khớp, thấp khớp. Có những trường hợp chủ quan không để tâm đến những dấu hiệu cảnh báo, bệnh đau xương khớp đã gây ra hậu quả tàn phế suốt đời. Vì vậy, cần lưu ý các triệu chứng cảnh báo bệnh đau xương khớp. Đặc biệt, nếu sau một ngày lao động vất vả, các khớp xương của bạn đang đau mỏi và khó chịu, thay vì uống thuốc giảm đau, hãy xoa bóp chúng bằng một chút cao. Nó sẽ giúp cơn đau của bạn dịu lại và không gây tổn hại gì cho cơ thể. Công dụng thứ hai đó là chữa đau bụng. Đau bụng là đau ở bất cứ vị trí nào giữa ngực và vùng bẹn. Đau bụng vẫn được gọi dưới tên khác như đau dạ dày, đau vùng bụng, bụng đau, đau quặn bụng. Đau bụng do nhiều nguyên nhân có thể liên quan đến các bệnh đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, xuất huyết dạ dày, viêm loét dạ dày, đại tràng, viêm ruột thừa. Để ngăn ngừa cơn đau bụng diễn ra, bạn hãy xoa cao giúp tạo cảm giác ấm trên da, kích thích tuần hoàn máu ở vùng bụng, tiêu trừ hàn thấp, giúp làm giảm các triệu chứng đau bụng. Công dụng thứ ba đó là chữa đau họng. Viêm họng là một dạng bệnh viêm nhiễm trùng phổ biến gây đau cổ họng. Người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu khi cổ họng của mình đau hoặc rát, đặc biệt là khi nuốt. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi hẳn sau một tuần mà không để lại tổn thương và di chứng về sau. Đau họng là triệu chứng phổ biến của viêm họng. Đau họng sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái vì cổ họng sẽ đau hoặc nóng khiến bạn khó ăn. Tuy nhiên, đau họng cũng là triệu chứng phổ biến của một số bệnh khác hoặc xảy ra do các tình trạng sức khỏe khác, ví dụ như cảm cúm, sốt và bệnh mononucleose. Khi cổ họng bị ngứa và đau rát, hãy xoa cao vào vùng da quanh cổ họng của bạn. Nó sẽ giúp bạn dễ thở hơn khi ngủ và khiến cơn đau dịu lại vào sáng hôm sau. Công dụng thứ tư đó là chữa nghẹt mũi. Nghẹt mũi là tình trạng hốc mũi bị tắc nghẽn, khiến người bệnh hít thở khó khăn, phải thường xuyên thở bằng miệng.
Bệnh lý này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau và đi kèm với một số biểu hiện như đau xoang, sổ mũi, chảy nước mũi. Và để khắc phục tình trạng này, bạn hãy lấy cao chứa nhiều tinh dầu bạc hà, tương tự như nhiều loại thuốc mỡ lạnh khác được bán ngoài thị trường. Hãy thử xoa một chút dưới mũi và hít thở thật sâu, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lưu ý nhỏ là bạn chỉ nên thoa lên vùng da phía ngoài, không thoa sâu vào vùng da nhạy cảm bên trong mũi của bạn. Công dụng thứ 5 đó là chữa đau đầu. Đau đầu là triệu chứng phổ biến, thường gặp, có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh lý, tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng có thể do các yếu tố không bệnh lý gây ra. Việc xoa bóp thái dương và ấn đường của bạn với một chút cao không chỉ giúp cơn đau đầu biến mất mà còn giúp bạn cảm thấy minh mẫn và thoải mái hơn trong cả ngày. Bạn cũng nên cẩn thận không để cao dính vào mắt. Công dụng thứ 6 đó là giảm đau nhức chân. Nhức chân từ đầu gối trở xuống là tình trạng không hiếm gặp, nhất là ở người có tuổi. Tuy nhiên, vì quá phổ biến nên nhiều người đã chủ quan. Thực tế đây không phải là một chứng bệnh mà là triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh về xương khớp. Việc chậm khắc phục có thể khiến người bệnh đối diện với nguy cơ bị tàn phế. Vì vậy, nếu bàn chân của bạn đang bị đau và đầy vết chai, hãy thử xoa cao. Tinh dầu bạc hà trong đó sẽ kích thích tuần hoàn máu, giúp giảm đau và làm mềm các vết chai. Công dụng thứ 7 đó là ngăn ngừa lạnh chân. Chân và tay thuộc thành phần ngoại vi của cơ thể và thường có nhiệt độ thấp hơn các bộ phận khác. Do vậy, khi vào mùa đông, chân tay sẽ là bộ phận dễ bị lạnh nhất trên cơ thể. Chân tay lạnh do giữ ấm không đủ là hiện tượng bình thường, không đáng lo ngại. Nhưng trong một số trường hợp, tình trạng chân tay lạnh diễn ra quanh năm, cả vào mùa hè, lại là triệu chứng của một số bệnh nguy hiểm. Nếu bạn bị lạnh chân vào mùa đông, sử dụng cao có thể là một giải pháp hữu ích. Với thành phần chứa các thảo dược có tính nóng, thoa cao sẽ giúp làm ấm chân của bạn, hỗ trợ lưu thông máu, ngăn ngừa chứng phong thấp cũng như các bệnh lý khác do lạnh gây ra. Công dụng thứ 8 đó là giải quyết chứng buồn nôn. Buồn nôn là cảm giác không thoải mái ở bụng, dạ dày và trên họng khiến cơ thể khó chịu và muốn nôn. Bạn có thể cảm thấy chán nản ngay sau khi ăn hoặc chỉ nghĩ đến đồ ăn là đã có cảm giác buồn nôn. Buồn nôn chán ăn là tình trạng thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ người lớn tới trẻ em, cả nam và nữ. Tình trạng này phát triển kéo dài sẽ gây hại cho cơ thể, có thể làm giảm mức năng lượng thể chất, gây sút cân và ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu là dấu hiệu của các bệnh lý và không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, có thể gây ra nguy hiểm. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng việc sử dụng cao. Những hoạt chất có trong cao sẽ giúp bạn dễ thở hơn, đồng thời ổn định thần kinh và giảm nguy cơ bị nôn ói. Một số điều cần lưu ý trước khi dùng cao sao vàng. Đầu tiên, kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi dùng. Tuyệt đối không dùng sản phẩm đã quá hạn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng như dầu đổi màu và chảy nhão. Thứ hai, không bôi cao sao vàng vào mắt hay bôi vào vết thương hở và vùng vú khi đang cho con bú. Thứ ba, không dùng cho người mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trong cao sao vàng có một số thành phần chính là long não, mê thôn, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu và tinh dầu quế. Thứ tư, không dùng cao sao vàng cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Thứ năm, phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này. Hãy hỏi ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Quý vị thân mến, chắc hẳn khi nghe đến đây, có khá nhiều quý vị khán giả đang cảm thấy rất bất ngờ về những lợi ích mà hộp cao nhỏ bé này đem lại, đúng không ạ? Vậy nên, sau hôm nay, bạn hãy sắm cho mình một hộp cao thần thánh để có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi quý vị nhé. Không chỉ có cao sao vàng mà ngay trong tủ thuốc của gia đình bạn cũng đang có một lọ thần dược dạng nước có công dụng chữa bệnh không hề thua kém nhân sâm Hàn Quốc, đó chính là lọ dầu gió. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải một trong 7 bệnh dưới đây thì chỉ cần sử dụng vài giọt dầu gió thôi sẽ giúp bạn nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Vậy lọ dầu gió có thể chữa được những bệnh nguy hiểm nào? Cách sử dụng ra sao? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu trong phần tiếp theo video nhé! Tác dụng đầu tiên đó là phòng tránh đột quỵ nhiệt. Sốc nhiệt là một loại đột quỵ khác biệt hoàn toàn với các loại đột quỵ khác. Nó không phải là một cơn tai biến mạch máu não, mặc dù nó cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.
Sốc nhiệt là tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức gây tổn thương đến hệ thống thần kinh trung ương và các mô khác của cơ thể. Sốc nhiệt có tỷ lệ tử vong cao và luôn là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Đặc biệt, vào những ngày trời nắng nóng, những người phải làm việc ngoài trời thường xuyên cảm thấy có nguy cơ bị sốc nhiệt, đột quỵ nhiệt. Trong trường hợp này, bạn nên nhờ sự trợ giúp và bảo vệ của dầu gió. Dầu gió có tác dụng phòng ngừa đột quỵ nhiệt rất hiệu quả. Trước khi bạn có kế hoạch đi ra ngoài trời nắng, bạn có thể bôi chút dầu gió lên phần nhân trung, điểm giao giữa mũi và môi. Không chỉ có tác dụng làm bạn tỉnh táo mà còn có thể phòng ngừa nếu chẳng may xuất hiện triệu chứng sốc nhiệt. Tác dụng thứ hai đó là điều trị viêm và đau họng. Viêm họng là chứng bệnh phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, thường gặp trong thời điểm giao mùa. Bệnh gây ra cảm giác khó chịu và đau rát ở cổ họng, khiến cơ thể mệt mỏi. Nếu bị các triệu chứng viêm và đau họng ngay từ khi mới chớm, bạn có thể dùng một giọt dầu gió pha loãng vào một cốc nước và uống. Mỗi ngày uống 5 lần, có thể có tác dụng trong việc điều trị viêm họng, đau xương họng. Ngoài ra, có thể có tác dụng chống viêm rất hiệu quả. Tác dụng thứ ba, xử lý khi trẻ bị sốt cao. Ở trẻ em, sốt là một trong những dấu hiệu lâm sàng rất thường gặp ở nhiều bệnh lý khác nhau trong suốt thời kỳ thơ ấu. Đôi khi, sốt cũng xuất hiện do tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài, như thời tiết quá nóng bức, cha mẹ ủ ấm trẻ quá kỹ, trẻ sốt sau tiêm chủng vaccine. Khi thấy trẻ bị sốt cao, các mẹ hãy dùng khoảng 1ml dầu gió pha vào khoảng từ 20 cho đến 30ml nước, sau đó dùng để lau vào bàn tay, bàn chân, lưng, nách, háng, mông, các khớp, vừa lau vừa xoa bóp nhẹ nhàng, thực hiện khoảng từ 7 đến 8 phút. Sau 15 phút, lại tiếp tục làm lần thứ hai cho đến khi trẻ cảm thấy dễ chịu và thuyên giảm. Tác dụng thứ tư đó là điều trị ngứa hậu môn. Ngứa hậu môn là một tình trạng phổ biến diễn ra ở trong hoặc xung quanh hậu môn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như các bệnh về da, thói quen vệ sinh hoặc chế độ ăn uống của bạn có thể kích hoạt triệu chứng ngứa. Khi mắc các bệnh liên quan đến trĩ, nứt hậu môn, có thể dùng nước ấm rửa sạch hậu môn, sau đó nhỏ một vài giọt dầu gió vào miếng bông gạc mỏng, lau xoa xung quanh vùng hậu môn bị đau. Cách làm này có hiệu quả giảm chứng bệnh đau ngứa một cách đáng kể. Tác dụng thứ 5, hỗ trợ giấc ngủ sâu, chống mất ngủ và thư giãn toàn cơ thể. Buổi tối trước khi đi ngủ, đặc biệt là vào thời điểm trời lạnh, bạn có thể bôi một vài giọt dầu gió vào lòng bàn chân. Cách này có thể nâng cao chất lượng của giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn. Với những người dễ bị mất ngủ, hiệu quả có thể cảm nhận thấy rõ ràng hơn. Tác dụng thứ 6, điều trị bàn chân bong nứt. Da khô, sần sùi hoặc nứt nẻ trên bàn chân khá phổ biến ở nhiều người do có ít tuyến dầu hơn các khu vực khác trên cơ thể. Da khô thường xuất hiện ở gót chân, hai bên bàn chân và ở giữa các ngón chân. Tình trạng này gây ra cảm giác khô, ngứa, khó chịu và thậm chí gây ra chảy máu. Vì vậy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nên ngâm chân nước ấm, sau đó lau khô chân, bôi sức chút dầu gió lên vùng da bị bong chóc. Mỗi ngày thực hiện một lần, áp dụng khoảng 5 lần liên tiếp như vậy thì chân sẽ hồi phục trở lại. Tác dụng thứ 7, phòng chống muỗi. Nhiều người chỉ dùng dầu gió với mục đích bôi vào nốt muỗi đã đốt mà chưa biết cách dùng để phòng chống muỗi. Có một cách phòng chống muỗi đốt bạn nên thử ngay, đó là khi tắm với nước ấm, nhiệt độ khoảng 36 đến 37 độ C, nhỏ một vài giọt dầu gió vào nước rồi tắm. Không chỉ có mùi dễ chịu mà còn có tác dụng đuổi muỗi rất tốt. Bên cạnh đó, nơi nào trong nhà bạn là cửa ngõ để muỗi bay vào phòng thì cũng nên nhỏ vài giọt dầu gió vào đó để chắn đường, muỗi sẽ không dám bay qua vùng có mùi tinh dầu. Ngoài ra, bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt điện. Khi bật quạt, gió sẽ thổi ra mùi tinh dầu và hạn chế muỗi đốt. Quý vị thân mến, vậy là qua thời lượng của chương trình hôm nay, Sống An Nhiên đã chia sẻ tới quý vị và các bạn những công dụng tuyệt vời của hộp cao sao vàng và lọ dầu gió đối với sức khỏe, giúp cải thiện sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật một cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Chỉ cần bạn xoa một ít lên cổ, lên mũi hay xoa ở đầu gối là đã có thể làm thuyên giảm các cơn đau nhức khó chịu mỗi khi trái gió trở trời. Hy vọng rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị sẽ luôn mang theo bên mình thứ bảo bối này nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.